Papa Focus. Papa Focus, kẹo bông vui học. Bộ phim Gia đình gấu An An. Duy à, em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Anh phải cho An An uống 2 bình sữa vào mỗi buổi sáng, là 2 bình. Được rồi, anh biết mà. Ôi cục cưng, mẹ đây. Ôi cục cưng của mẹ, bây giờ mẹ phải đi làm rồi. Mẹ phải xa bé cưng tới 8 tiếng lận. Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm đó. Con cũng nhớ mẹ sao? Đúng vậy, mẹ biết mà. Anh à, Anh Duy, mấy cái chai sữa khác đâu rồi? Anh yêu, hôm nay anh đi mua vài thứ giùm em nha. Mua theo danh sách này nhé. Bà xã, anh yêu em. Em cũng vậy, em cũng yêu ông xã nhiều lắm. An An, cuối cùng thì con cũng gọi ba được rồi. Con trai, hình như con bọ này thích con lắm đó. Không còn chỗ chứa tả nữa rồi. Không sao, ngày mai chúng ta sẽ quay lại lấy chúng. Con trai ơi, sao không để ba nghỉ ngơi lúc nào hết vậy hả? Cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi một chút xíu. Thiệt là đã quá đi. Gì nữa đây? Con trai à, chờ ba đi. Chờ ba một chút xíu thôi. Ba tới ngay đây. Minh Minh à, bây giờ đến giờ An An thay tả rồi. Con về nhà đi nha. Chờ một chút. Là ai đó? Chào anh. Tôi là nhân viên siêu thị. Hình như anh đã mua tả và quên đem chúng về đúng không? Hả? Ừ.
Anh có chắc hay không? Tôi mua cả đống tả này sao? Sao mà nhiều quá vậy? Tất cả là của anh đó. Thưa anh, chúng tôi sẽ đặt chúng ở trong nhà kho của anh nha. Nhưng mà tôi đã mua đủ tả cho con trai của tôi rồi. Tôi nghĩ mua dự trữ thì cũng tốt. Anh bị làm sao vậy? Nghĩ sao mà mua nhiều tả như vậy? Thật sự là không còn chỗ nào. Xong rồi. Chỉ còn một cách duy nhất thôi. Con trai, ăn nhiều một chút nha. Một miếng nữa thôi. Xong rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi. Tiếng gì vậy? Có chuyện gì? An An, không phải con vừa thả bom đó chứ? Ôi! Không! Con trai tôi! Tôi tiêu rồi! Bà phải làm sao đây? Ôi trời đất ơi! Anh nghe đi, bà xã ơi. Hôm nay hai cha con anh chơi vui lắm. Hả? Em đã trên đường về sao? Tuyệt lắm. Hẹn gặp em ở nhà. Được rồi, một lát nữa gặp lại nha. Ôi, ý kiến rất hay. Dọn dẹp, dọn dẹp. Lau chùi, lau chùi. An An, đứng lại, đừng chạy lung tung. Chờ ba với. Lau nè, chùi nè, ông xã. Lau chùi, ông xã. Bà xã, anh dọn dẹp nhà xong rồi. Em nhìn xem, gọn gàng sạch sẽ lắm có phải không? Không có một hạt bụi nữa. Anh là một người chồng tuyệt vời. Em không biết như thế này có xem là gọn gàng hay không, nhưng mà em biết chắc chắn là nó thực sự tuyệt vời đó chồng ơi. Được rồi, vậy còn bữa tối thì sao đây? Hả? Bữa tối?
Ông xã, nhanh lên. Được rồi, bà xã. Anh thay tả cho con liền đi. Con yêu, bà thay tả cho con nha. Xong rồi. Ngoan nào, okay. Con trai, bữa your sáng của con đi. Nhưng trước khi ăn, chúng ta phải... An An! Trời ơi, tôi nên làm gì với ông nhóc quậy phá này đây? An An lại bẩn nữa rồi. Mình thực sự không có thời gian. Ông xã ơi, anh giúp em tắm cho An An nha. Ôi, sao con lại bẩn như vậy hả? Ông xã, em yêu hai cha con anh nhiều lắm. Bye bye. Mình đúng là một ông bố hoàn hảo mà. Ôi, nước mâm xôi chân ái của mình. Con nằm yên đây. Con phải thay tả không thấm nước mới được. Bước một, cởi tả cũ ra. Sau đó đổi qua cái mới sạch sẽ hơn và thoải mái hơn. Tới giờ tắm rồi con trai. Ba nghĩ con phải học cách im lặng. Con làm gì vậy? Con ơi là con. Con lại định làm gì nữa đây? Bây giờ tắm được chưa? Đừng có chạy vòng vòng nữa. Con thấy sao? Có thích không? Ba sẽ đi đóng cửa lại. Con ở đây thư giãn nha. Con trai, nước đầy rồi mà. Không được, dừng lại mau. Không được. Phải tìm cách khác thôi. Nhìn đây, An An, nhìn ba nè. Sao, con có thích nó không? Huh?
Cục cưng, chúng ta gội đầu trước cho con. Ủa, sao dầu gội này giống mùi dầu gội của mẹ con quá vậy? Ôi trời ơi, tóc con thành màu đỏ rồi. Tiêu mình rồi, mình đang làm cái gì vậy? Ba xin lỗi con, ba nhầm dầu gội của con với thuốc nhuộm tóc của mẹ con rồi. Ngoan ngoan, nín đi con. Ba sẽ giúp tóc con trở lại bình thường. Nó không dễ đâu, nhưng mà chắc chắn mình sẽ làm được. Chúng ta sẽ sử dụng dầu gội trẻ em để gội lại lần nữa. Được rồi, ổn rồi, ổn rồi. Bong bóng, bong bóng, ôi không, có chuyện gì vậy? Ba ba, bong bóng, bóng. Mình phải tắt giò nước ngay. Mà tắt làm sao đây? Cái giò ở đâu rồi? Sao không tìm được như vậy nè? Con ơi đừng có lo, mấy cái bong bóng này an toàn lắm. Con trai, con đâu rồi? Ba ba, đâu? An An, An An, An An, ba ba. Con trai, cuối cùng cũng tìm ra con. Con trai, con cũng lo cho ba sao? Ba, hai, một. Con sẵn sàng chưa? Ba đi tìm con đi. Sẵn sàng, sẵn sàng. Con trai đâu rồi ta? Đây. Ba tới đi. Bắt được con rồi. Vui quá. Bây giờ tới lượt con đi tìm ba nha. Ba đi trốn đó. Con đếm tới 10 đi. Không được, con không biết đếm mà. Thôi kệ đi, con đi trốn đi. Rồi ba tìm con. Có chuyện gì vậy? Hình như có gì sai sai. Mùi gì vậy ta? Con có mùi gì ghê quá vậy? Ba mới dịch thải tả cho con mà. Con sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng. Chạy thôi. Sao không có ai hết vậy? Chuyện gì đang diễn ra ở đây?
It's about to start. Để bà tắm cho con. Alan! Anh à! Huh? Mẹ mẹ! Bà xã! Hai người tắm rửa sạch sẽ ngay cho tôi! Đúng rồi, đúng rồi. Chậm thôi, Mimi. Có chuyện gì vậy? Chậm lại, Mimi. Đứng lại, Mimi. Bóng bay. Ôi trời ơi! Bong bóng! Tại sao mình không có để ý cái bong bóng được chứ? Ôi không! Anh Duy, chào anh. Hello. Oh no. Bong bong. Cẩn thận. Anh thấy không, anh cảnh sát? Tôi không có lái, là con Mimi. Mimi, dừng lại. Ôi trời đất thánh thần ơi, cái gì vậy? Thưa sếp, chúng tôi đang cố gắng lấy lại bong bóng. Cây, cây, papa. Cuối cùng cũng theo kịp nó. Tốt quá rồi, nó đứng yên rồi. Con thật sự biết ị đúng lúc ghê đó, An An. Cao quá, không tới rồi con trai. Đúng rồi, con có thể giúp được cho ba.
Sắp được rồi mà. Alan! Bong bóng. Đúng yes, rồi, Jimmy, Minnie. Nhìn coi mày đã làm Daddy, gì. Ba ba, bắt. Bắt lấy nó. Sao mà mệt quá vậy? Sắp đi không nổi nữa rồi. May quá, chào anh. Anh tránh ra một chút đi, tôi đang gấp lắm. Con trai, bà đến đây. Dừng lại. Sao có nhiều ngôi sao quá vậy? Bong bóng. Dừng lại. Bắt nó. Ba ba, bắt. Daddy, catch it. Catch, catch. Bắt bong bóng. Quick, nhanh lên. Cuối cùng. Cảm ơn anh đã đẩy chiếc xe lên giùm cho tôi. Anh đi à, để tôi giúp anh. Jimmy, Mimi, mày làm ơn đừng gây chuyện nữa. Chiếc xe đẩy của tôi. Cạn ly. Nó kìa, xin lỗi. Chuyện gì vậy? Đừng qua đây. Có chuyện gì? Don't come back here. Ôi không. Quà của tôi. Cuối cùng thì chúng ta cũng bắt được cái bong bóng này. Ba của con chạy mệt muốn xỉu luôn rồi. Được thôi, chúng ta về nhà. Mimi đâu? Hả?
Không được chạy. Các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo được phát sóng lúc 4:30 chiều thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên kênh Bom Bom For Kids nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh Bom Bom For Kids để xem những đoạn phim thiệt hay của bọn mình nha.